Nhật Bãi Hồng Thinh xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở vào với kênh YouTube của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cũng như thường lệ em Thinh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật. Khi cô chú anh chị mình vào theo dõi kênh của em, mình ưng mẫu nào thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Bên em thì đã bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành về nồi là 1 tháng. Trong vòng tháng đầu tiên nhà mình mua nồi bên shop em mà có trục trặc kỹ thuật gì thì bên em sẽ cho một đổi một. Vâng, bây giờ thì em sẽ vào buổi báo giá để cả nhà mình không phải đợi chờ lâu. Mẫu đầu tiên của ngày hôm nay là một chiếc nồi đến từ thương hiệu Sanier nhé. Cái này là dòng Sanier này, có chế độ là nấu gạo trắng này, gạo lứt này, nấu cháo này, chọn gạo này, chế độ nấu này, hẹn giờ này, nấu nhanh này. Đấy. Những cái chức năng ở đây thì bên em đều đã hỗ trợ bằng tiếng Việt rồi. Ủ ấm này, áp suất 1 lít đời 09 nhá. Đời thì có hơi sâu một chút, thế nhưng mà dòng đời thì không quan trọng. Quan trọng nhất là thứ nhất là cái doang nồi cũng như là cái lòng nồi nó đẹp thì là mình mua về mình nấu nó sẽ ngon cơm nhá cả nhà mình. Thành vách thì nó cũng không tránh khỏi được cái vết chảy xước nhá. Đấy, thí dụ như có cái nào mà nó có bị chảy xước một chút đấy thì cũng không tránh khỏi, bởi vì là mình vận chuyển đường dài cho nên là không thể tránh khỏi được. Vâng, cái này là áp suất 1 lít đời 09. Em sẽ mở vào lòng trong để cả nhà mình thấy được cái nồi này nó đẹp như thế nào nhé. Nồi qua sử dụng nhưng mà rất là đẹp cả nhà mình ạ. Đấy, đang còn rất là mới này. Cái này mới kinh keng luôn nhé. Doang nồi thì cũng đang đẹp này. Doang nồi thì có một chút ngã màu nhẹ nhé, nhưng mà đang là đẹp cả nhà mình ạ. Đấy, doang nồi dày này, sự đàn hồi tốt, nắp nồi đang còn mới này. Nói chung là cái này là đạt tiêu chuẩn đấy. Lòng nồi của cái này thì không có một vết chảy xước gì nhé. Rất là đẹp. Ở trong thì có phủ một lượt kim tuyến này. Bên ngoài thành vách thì không có chảy xước nhé. Vô cùng là đẹp này, cả nhà mình thấy này, rất là đẹp nhé. Đó, cái này thì nói chung là đạt tiêu chuẩn này. Cái này mà không chốt thì quá là phí nhé. Cái này quá là đẹp luôn đấy, từ nội thất đường trong cho đến bên ngoài nhé. Tất cả toàn bộ đang còn đẹp cả nhà mình ạ. Và cái này thì bên em đang bán với giá là 1.700.000 đồng nhé. Bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Bây giờ em sang cái thứ hai của ngày hôm nay này. Cái thứ hai của ngày hôm nay là một em thương hiệu Zojushi nhá. Cái này cao tần 1 lít đời 16 này. Và cái này thì nó có chế độ là nấu cơm ngon, cơm mềm, cơm cứng nhá. Đấy, có thêm cái chế độ là nấu cơm cứng, nấu nhanh, nấu sôi này, ủ ấm này, nấu cháo, gạo lứt này. Đấy. Cao tần 1 lít đời 16 này. Thành vách thì không có bị chảy xước, không có móp méo nhá. Em sẽ mở vào lòng trong này. Nắp nồi thì đang còn mới kinh keng luôn. Đấy. Doang nồi thì đẹp nhá. Doang nồi xanh này, sự đàn hồi tốt này. Nói chung là dòng Zojushi thì nấu cơm rất là ngon cơm cả nhà mình ạ. Ở trong lòng nồi của cái này đấy thì nó có xước lông chó lông mèo nhá. Không quan trọng, không ảnh hưởng tới chất lượng. Khi mà mình nấu cơm thì cơm vẫn rất là ngon cơm nhá cả nhà mình. Đấy. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.800.000 đồng nhé. Bây giờ thì em sang cái thứ ba của ngày hôm nay. Cái thứ ba của ngày hôm nay cũng là một em Sanier. Áp suất 1 lít đời 2010. Thành vách bên ngoài thì không có chảy xước, không có bị móp méo gì. Và cái này thì nó cũng có chế độ là nấu cơm cứng này, cơm mềm này, nấu cháo này, gạo lứt này. Nấu cơm ngon này. Đấy, ủ ấm này. Thì đã có những cái chức năng đó thì bên em hỗ trợ tiếng Việt rồi. Nắp nồi thì đường trên cũng đang còn mới nhá. Đấy. Doang nồi của cái này thì có ngã màu một chút nhá cả nhà mình, có ngã màu một chút này. Và lòng nồi của cái này thì cũng không thể chê vào đâu được, rất là đẹp này. Nó cũng có phủ một lượt kim tuyến này, không có bong chóc chảy xước gì. Bên ngoài thành vách thì là dòng inox nhé. Cái này dày lắm luôn này. Đấy, dòng nồi mà áp suất thì bao giờ nó cũng rất là dày nhé cả nhà mình. Cái này thì cũng đạt tiêu chuẩn này. Lòng nồi đẹp này, xoang nồi thì đang còn dày này, sự đàn hồi tốt này. Nấu cơm sẽ rất là ngon cơm này. Giá thành thì lại cũng rất là hợp lý nhé. Chỉ có 1.400.000 đồng thôi. Đấy, bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Bây giờ thì em sang cái thứ
tư của ngày hôm nay, cái thứ tư của ngày hôm nay là một em Mitsubishi nhá, màu trắng này, màu trắng tinh khôi rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ. Không có một vết gọi như là chảy xước hay là lem lem gì nhá, rất là đẹp, trắng tinh khôi luôn, không có bẩn. Đấy, người Nhật họ đã sử dụng rồi. Thế nhưng mà bên em đem về lau dọn đi mà cái độ mới của nó còn cao như thế này đây. Nó giống một chiếc nồi mới luôn. Thành vách bên ngoài thì như một chiếc nồi mới nhá cả nhà mình. Không có điểm trừ ở bên ngoài đấy. Cái này là cao tần 1 lít đời 18 nhá. Em sẽ mở vào lòng trong xem là cái này thì nó có chế độ nấu cơm ngon, nấu xôi, nấu cháo này, gạo lứt này, nấu nhanh này. Đấy, nói chung là các cái chức năng thì nó cũng giống các cái khác nhé. Vâng, cái này nó có bùa ẩm đằng trên nhé. Đấy, rất là đẹp này. Vô cùng là đẹp luôn cả nhà mình nhé. Doang nồi đẹp nhé. Doang nồi đẹp, sự đàn hồi tốt, mới. Cái này thì quá đạt rồi. Vâng, lòng nồi cũng rất là đẹp này. Lòng nồi rất là đẹp luôn cả nhà mình nhé. Đấy, bên ngoài thành vách thì không có chảy xước ở đâu. Ở dưới đáy này, cái này thì nó là dòng thép nách, bởi vì nó không có quai nhé cả nhà mình. Cái này quá đạt rồi, từ nội thất đường trong cho đến bên ngoài nhé. Mà giá thành thì lại cũng rất là hợp lý, chỉ có 1.600.000 đồng thôi. Đấy, bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Bây giờ thì em sang cái thứ 5 và cái cuối cùng của ngày hôm nay là một em Zozushi nhé, đời 18 này, rất là đẹp. Thành vách thì khỏi phải quay nữa, bởi vì nó không có bị chảy xước hay là bị móp méo ở đâu cả. Đấy, ở trong thì rất là đẹp nhé. À, bên ngoài cái này thì nó cũng có chế độ nấu cơm cứng, nấu cơm ngon nhé. Đấy, nói chung là tất cả là những chức năng thì nó giống nhau, nó chỉ thêm phần nấu cơm cứng thôi. Doang nồi thì mới này, doang nồi mới này, sự đàn hồi tốt. Cái này nó rất là dày luôn cả nhà mình nhé, rất là đẹp. Lòng nồi cũng đẹp này, lòng nồi của cái này cũng không có chảy xước ở đâu cả, không có bong chóc nhé, bên ngoài cũng thế này. Đấy, nói chung là cái này cũng đang còn mới này, đạt tiêu chuẩn. Và cái này thì bên em đang bán với giá là 1.800.000 đồng nhé. Đấy, bác nào mà ưng mẫu nào đấy thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Ngày hôm nay thì em Tinh lên video gửi đến các bác là 5 mẫu nồi cơm điện khi mà mình vào theo dõi đấy, mà mình vẫn chưa tìm kiếm được cái dòng nồi mà mình ưng ý. Mình đang còn cần tìm về cái thương hiệu khác cũng như là dòng nồi khác đấy, thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em, em sẽ tư vấn cũng như là em sẽ gửi đến những cái mẫu nồi mà mình cần lựa chọn nhé cả nhà mình. Vâng, đến đây thì em Tinh xin được tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.